Đây là hoạt động thường niên của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, là địa chỉ giao lưu văn hóa nghệ thuật để kết nối kiều bào với quê hương đất nước và khơi gợi lại kỷ niệm về thủ đô hào hùng ngàn năm văn hiến. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Cộng hòa Séc đã có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình đã thu hút được nhiều nghệ sĩ không chuyên đến từ cộng đồng các quốc gia như Pháp, Đức, Hungary, Slovakia, Na Uy cùng bà con kiều bào người Việt sinh sống và làm việc tại Séc. Năm nay thì chúng tôi rất vui được đón nhận rất nhiều những kiều bào đến từ Cộng hòa Pháp, từ Na Uy, từ Cộng hòa Liên bang Đức, từ Slovakia đến Hungary. Mặc dù là số lượng bà con tham dự là có ít hơn so với các năm, nhưng mà với chúng tôi cảm thấy điều đấy rất tuyệt vời. Nhiều tiết mục biểu diễn của các ca sĩ không chuyên đã phần nào làm sống lại những năm tháng hào hùng của lịch sử. Nhiều khán giả trong hội trường không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về quê hương đất nước, đồng thời cũng chia sẻ và tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua những khó khăn do những ảnh hưởng của dịch COVID-19.